Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào bà con. Ngày hôm nay tôi lại có thời gian để làm một video ngắn để giới thiệu cho bà con về quy trình chúng tôi làm giống cây giống Tam Thất Bắc. Thì bà con có thể nhìn trước mặt đây, trong video ngày hôm nay thì chúng tôi quay cho bà con trong nhà màng che chắn bạt ni lông về cái mô hình chúng tôi đang làm giống Tam Thất. Thì khi ánh sáng hướng về phía nào thì cây tam thất nó sẽ hướng về phía đó. Nhưng tuy nhiên thì làm trồng cái cây tam thất này, bà con nên nhớ là chúng ta trồng ở dưới tán rừng thì rất là tốt. Nếu bà con ở miền xuôi mà có muốn trồng cây tam thất này thì cũng phải che chắn, bởi vì tam thất thì thường thường nó ưa tán, ưa bóng râm. Đấy, cho nên bà con chúng ta cần lưu ý cái vấn đề như vậy. Cái thứ nhất, đó là cái thứ hai thì chúng tôi muốn truyền tải cho bà con, truyền tải với bà con là chúng tôi đang nhân giống và phát triển rất nhiều các cây giống Tam Thất Bắc ở tại trung tâm cây giống Tam Đảo. Hay là bà con có nhu cầu mua cây giống hoặc là cần được hỗ trợ kỹ thuật trồng cây giống Tam Thất Bắc đó, thì bà con cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.